luận giải năm 2025 cho người tuổi Mậu Ngọ làm nhà. Theo quan điểm phong thủy, việc chọn năm phù hợp với tuổi để xây nhà là yếu tố tiên quyết. Để việc xây nhà được diễn ra một cách suôn sẻ cũng như hạn chế được các tai họa, xui rủi ập đến thì gia chủ cần tìm được năm phù hợp với mệnh của mình. Năm hợp mệnh được coi là năm không phạm phải các hạn đại kỵ như Thái Tuế, Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc, Thái Tuế. Thái Tuế theo quan niệm nhân gian có vai trò như một vị thần quản lý số mạng của con người, cai quản cát, hung, họa, phúc qua từng năm của 12 con giáp. Theo chu kỳ 60 năm, sẽ có 60 vị thần lần lượt trị vị, mỗi vị thần sẽ có những nguyên lý khác nhau để cai trị đất trời. Người sinh vào thời kỳ này được xem như phạm Thái Tuế. Người này thường sẽ gặp nhiều chuyện không may mắn, sức khỏe suy yếu và gặp nhiều trắc trở trong làm ăn, tiền bạc không cánh mà bay. Từ đó cho ta thấy, gia chủ Mậu Ngọ sẽ phạm Thái Tuế vào năm 2038, tuần hoàn 60 năm, tam tai. Theo quan niệm được truyền từ xa xưa, tam tai được hiểu một cách đơn giản là một tai họa kéo dài trong vòng 3 năm liên tiếp với chu kỳ 12 năm một lần. Trong suốt giai đoạn 3 năm này, những người đến lượt kỳ tam tai được khuyên rằng không nên làm những chuyện trọng đại như kết hôn, mua sắm tài sản có giá trị lớn và đặc biệt là không nên xây nhà vì dễ gặp những vận khí không tốt và những tai họa không mong muốn. Do đó, gia chủ nên tìm hiểu một cách kỹ lưỡng để tránh gặp phải năm tam tai giúp quá trình xây nhà được diễn ra suôn sẻ cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Dưới đây là cách tính năm phạm tam tai dựa vào 12 con giáp. Tuổi Thân, Tý, Thìn gặp tam tai vào năm Dần, Mão, Thìn. Tuổi Dần, Ngọ Tuất gặp tam tai vào năm Thân, Dậu, Tuất. Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp tam tai vào năm Hợi, Tý, Sửu. Tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp tam tai vào năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Theo cách tính trên, năm 2025 là năm Ất Tỵ, không thuộc 3 năm hạn của tuổi Mậu Ngọ, Kim Lâu. Kim Lâu được biết đến là những năm mang vận khí xấu, không thích hợp để làm việc đại sự như cưới hỏi, làm ăn hay xây nhà bởi rất dễ gặp những rủi ro và thách thức. Tuy mang đến những điều xui rủi, thế nhưng ý nghĩa của từ Kim Lâu lại mang nghĩa tích cực, bởi Kim là vàng, Lâu là nhà. Trong thời xa xưa, các vị vua và quý tộc thường lựa chọn năm Kim Lâu để quyết định về việc kết hôn và xây dựng nhà cho con cháu. Họ tin rằng điều này sẽ mang lại một cuộc sống lầu vàng điện ngọc, giàu sang sung túc. Do lo sợ dân nghèo đổi vận trở lên giàu có sẽ soán vinh hoa, ngôi báu của mình nên tầng lớp quý tộc đã áp đặt quy định nghiêm ngặt cấm dân làng kết hôn và xây dựng nhà vào những năm liên quan đến Kim Lâu. Từ đó, không ai dám chọn năm này để thực hiện các việc hệ trọng và thường coi đó là điềm gở trong văn hóa tâm linh. Cách tính tuổi Kim Lâu khá đơn giản, ta chỉ cần lấy tuổi Mụ của mình đem chia cho 9 nếu số dư thuộc các số 1, 3, 6, 8 thì coi như đã phạm phải hạn Kim Lâu, cụ thể là dư 1 phạm vào Kim Lâu Thân, hại bản thân. Dư 3 phạm vào Kim Lâu Thê, hại vợ. Dư 6 phạm vào Kim Lâu Tử, hại con. Dư 8 phạm vào Kim Lâu Xúc, hại cho gia súc.